tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn tất cả anh em ra chương trình này góp từ dán Galaxy Valency để tham gia quản lý phần liên mô tả bấm nút xuất phát để chat chứ. Tất cả anh em thông cảm cho mình bị điện giật. Bị nạn như các bạn nói, bài không nổi, lót không nổi. Mời chờ lót chút nữa các bạn. Rồi cho đi ăn phản hồi. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các anh chơi lơ nữa nè. Một con chơi lơ và một con channel đó nè. Và các anh chọc chút nữa các anh. Anh này click lên một cái sàn Uniswap bên đây nè. Hiện tại mình làm những dáng list sàn Uniswap với Swap nên việc bán tôi cần tất cả anh em khá là dễ dàng tất cả anh em. Không có cần KYC rồi tất cả. Anh em điện gian mà cái máy đó không nổi tức quá tức anh em ơi. Rồi anh em gửi cho xin em Telegram của mình, bạn nào không biết thì vào set thì Telegram của mình các bạn. Rồi chờ bot phản hồi chút xíu. Con bot này bị khủng vậy. Nó không chịu phản hồi vậy. Rồi các bạn bởi người ta cái dòng chữ này không hai các bạn. Rồi các bạn follow theo word và retweet cho pinbot nghe tất các bạn. Rồi điện lại một cái rồi các bạn rồi tất cả anh em bấm theo dõi nha. Rồi tất cả anh em lướt xuống anh em like đi dự án đó ta anh em tìm một dự án bài nào ta nè dự án bài này nè các anh em test lại như thế nè minimum article phần anh em like bài này đi. Anh em test lại cái bài gắn ghim nó luôn nè các anh em test lại hai bài chứ cho các anh em rồi anh em mở cái theo word của mình ra anh em điền đủ xin em theo word của mình nè cộng win anh em gửi theo word của mình nè. Rồi anh em chờ bot phản hồi giúp anh em con bot này phản hồi lâu quá. Rồi anh em mở địa chỉ GRC mở chút qua test mark anh em copy cái địa chỉ GRC mở vào dự án này khá là đơn giản nha tất cả anh em. Dự án hack của mình nè anh em chạy đi cái mod nè anh em bắt up vào nha tất cả anh em. Tất cả anh em nói mình giàu lắm giàu lắm cái điện thoại mà cái máy mình nó không nổi. Rồi rồi sao nó không hiện lên balance rồi anh em bấm vào một này tất cả anh em. Không phản hồi kỹ trời. Rồi tất cả anh em bấm vào continue của tất cả anh em. Rồi anh em bấm vào tất cả anh em. Sao cái con này nó không để với balance. Rồi anh em bấm vào đây quýt vào mà lấy liên giáp chia sẻ cho bạn bè cho tất cả anh em. Còn anh em bấm vào đây để kiểm tra chứ tôi cần mà kiếm được anh em. Cái này còn về video mình kết thúc. Chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn tất cả anh.